Là ngôi đền chỉ được tạc từ duy nhất một khối đá, chắc chắn ngôi đền Hindu cổ này sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy kinh ngạc và cho rằng có lẽ nó không được tạo ra từ bàn tay của con người. Cụ thể ra sao, hãy cùng TGM History khám phá bí ẩn ngôi đền được tạc từ một khối đá duy nhất này nhé! Ngôi đền Kalasa, đền thờ Hindu cổ 1.200 năm tuổi, được chạm khắc từ một tảng đá duy nhất ở Erola, nằm cách thành phố Angrebet 29 km thuộc bang Maharashtra Ấn Độ. Đây là một phần của 34 ngôi đền và tu viện hàng động nổi tiếng tại Erola Ở thế kỷ 21, con người đã phát hiện nhiều kiến trúc cổ xưa được xây dựng rất chính xác, tinh tế như kim tự tháp Ai Cập, cổng mặt trời Bolivia hay quần thể hàng động Long Du Trung Quốc và ngôi đền Kailasa Ấn Độ cũng là một trong số đó. Ngôi đền này là một ví dụ đáng chú ý của kiến trúc Dravidian trong thế kỷ thứ 8 do tỷ lệ chạm khắc gần như chính xác hoàn hảo. Trong khi tại thời điểm đó, con người mới chỉ biết sử dụng những dụng cụ cầm tay đơn giản để xây dựng và voi để vận chuyển vật liệu xây dựng nặng. Đến nay, vẫn không ai giải thích được bằng cách nào người ta có thể tạo ra kiến trúc bí ẩn ấy. Theo nhiều tài liệu lịch sử, ngôi đền này được xây dựng bởi Krishna I, vị vua thuộc triều đại Rastakuta, cai trị các phần lớn của tiểu lục địa Ấn Độ giữa thế kỷ thứ 6 và thứ 10. Ngôi đền này được biết đến phổ biến là đền Kailas, một núi thiêng ở Tây Tạng, nơi được xem là thánh địa của rất nhiều tôn giáo. Theo người Hindu, thần Shiva đã sống trên đỉnh ngọn núi ấy, và vị thần được thờ phụng trong đó là thần Shiva của đạo Hindu, vị thần tối cao tượng trưng cho sự tái tạo và hủy diệt trong Ấn Độ giáo. Ngôi đền này ước tính được xây dựng từ 783 đến 757 trước Công Nguyên, với mục đích giống như núi Kailash nơi để thần Shiva cư trú theo Ấn Độ giáo. Ước tính có khoảng 400.000 tấn đá đã được rút ra để xây dựng cấu trúc của ngôi đền thờ nguyên khối này. Các nhà khảo cổ học và sử học cho rằng cấu trúc nguyên khối này được xây dựng trong khoảng 20 năm. Họ đặt ra giả thuyết các công nhân đã làm việc liên tục 12 giờ một ngày, kể cả mưa bão hay lễ hội. Vậy thì để xây dựng được nơi này, mỗi ngày họ phải tách 60 tấn đá, mỗi giờ là 5 tấn. Với tất cả công nghệ trong thời đại này, chúng ta vẫn không thể làm được điều đó. Ai đã làm điều này và làm như thế nào? Đó vẫn là câu hỏi không có lời đáp. Ngôi đền đã được cho là xây dựng theo chiều dọc từ trên xuống, do những khó khăn có thể thấy trước khi chạm khắc phía trước bởi những người thợ đục. Theo ghi chép, thì kỹ thuật dùng để xây dựng nơi này được gọi là khắc từ đá tảng. Tuy nhiên, người ta vẫn không tài nào hiểu được làm cách nào mà người xưa tách đá tảng ra khỏi núi đá 30 mét để làm các cột trụ với vải công cụ thô sơ. Bằng cách quan sát các vết đục trên bức tường đá, các nhà khảo cổ đi đến kết luận có ba loại dụng cụ khác nhau đã được sử dụng để chạm khắc kiệt tác thế kỷ này, đó có thể là đục, búa và các vật sắc nhọn. Họ cũng cho rằng ngôi đền được tạc theo chiều dọc từ trên xuống, vì nó được xây dựng để có thể nhìn thấy từ trên cao như trong sơ đồ này. Các chạm khắc phân cấp bên ngoài ngôi đền Hindu cổ 1.200 tuổi được nhìn thấy trên một cổng hai tầng được tạc từ một khối đá duy nhất, mở ra không gian của một khoảng sân chữ U, được bao quanh bởi một cột hình cung cao 30 mét, bao gồm các tấm điều khắc khổng lồ về nhiều vị thần. Một điều lạ lùng là, năm 1682, vụ Aurangzeb, một tiến đồ Hồi giáo sùng đạo đã cho hàng ngàn người phá hủy kiến trúc lịch sử này. Nhưng, có vẻ đây là nhiệm vụ bất khả thi, vì suốt 3 năm, các công nhân không thể làm gì được ngồi đền ngoài việc phá hủy vài bức tượng. Cuối cùng, vị vua phải từ bỏ, người Hindu tin rằng đây là sức mạnh của các thần linh. Ở ngay phía trước của ngôi đền là một bức tượng con bò đựng Nandi, vật cưỡi của thần Shiva. Đặc điểm này có thể được nhìn thấy trong tất cả các ngôi đền dành riêng cho thần Shiva. Trong khuôn viên nơi thờ phụng này có rất nhiều tượng voi. Nhiều người hài hước cho rằng, nhìn từ trên cao, Kailasa xa giống như được một đàn voi bảo vệ. Bên trong kiến trúc này là các cột trụ, cửa sổ, các gian phòng. Ở trung tâm tránh điện, Bên trái có hình một liên ga bằng đá khổng lồ, được chạm khắc hình ảnh của nhiều vị thần và nhân vật khác nhau. Tất cả đều được cho là những tín đồ của thần Shiva. Trong khi đó, các vị thần ở bên phải là tín đồ của thần Vishnu, thần bảo vệ. Đây cũng là một trong ba vị thần tối thượng của Ấn Độ giáo, bên cạnh Shiva và Brahman. Bên cạnh vị thần Shiva là hai cột trụ lớn và những tác phẩm điêu khắc miêu tả những câu chuyện liên quan đến vị thần này. Tất cả các chi tiết đều rất tinh tế. Trong thời đại của chúng ta ngày nay, hầu như mọi thứ đều được phụ thuộc vào khoa học công nghệ. Bởi vậy, thật khó có thể tưởng tượng ra rằng, cách đây gần 12 thế kỷ, con người đã có thể tạo ra những ngôi đền khổng lồ và phức tạp như thế này chỉ nhờ vào những dụng cụ thô sơ và sự cống hiến tận tụy. Chính vì thế, ta lại càng khâm phục và trân quý hơn những điều mà con người đã làm được từ xa xưa đến giờ. Quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Từ điển Lịch sử Đừng quên ấn theo dõi và bật thông báo kênh của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin lịch sử hấp dẫn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.